Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Hinsing đang giảm tốc khi di chuyển trên biển Philippines ở khu vực phía đông của Bắc Luzon. Dự báo 24 giờ tới, cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng vào ngày 8 tháng 11 sẽ di chuyển vào Biển Đông, cơn bão số 7 với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 6 tháng 11, Trung tâm Dự báo đã phát đi tin bão gần Biển Đông. Khi di chuyển vào Biển Đông, bão Hinsing sẽ di chuyển theo hướng Tây và di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa trong 24 tới 48 giờ sau đó. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những nhận định về diễn biến cũng như mức độ ảnh hưởng của cơn bão này. Cập nhật đến thời điểm hiện tại thì số liệu quan trắc được của chúng tôi cho thấy là cái vùng mưa lớn trên khu vực tỉnh Trung Bộ từ đêm hôm qua đến sáng nay đã di chuyển phía nam qua phía nam của đảo Hải Vân. Chủ yếu là cái mưa gây ra do cái động gió đông và không khí lạnh đang dồn phía nam. Từ nửa đêm đến sáng nay thì vùng từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã xuất hiện mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Riêng một số nơi ở khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía Bắc Bình Định đã xuất hiện những điểm có mưa là trên 200mm. Theo nhận định mới nhất của chúng tôi thì có khả năng cái vùng mưa này sẽ tiếp tục mở rộng xuống phía Nam, xuống đến khu vực Khánh Hòa và mưa kéo dài từ nay cho đến hết ngày 7/11 với tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm. Vẫn có nơi là xuất hiện cái mưa trên 200mm. Đặc biệt lưu ý là cái cường suất mưa trong 6 tiếng, một số nơi vẫn có điểm gọi là trên 100mm trong 6 giờ. Thì ông có biết là về tình hình cái tập của cơn bão Hinsing tới ngày 10 tháng 11? Vâng, cập nhật đến sáng nay thì trung tâm cũng đã bắt đầu phát cái tin đầu tiên về cơn bão Hinsing này. Và đến 10 giờ sáng nay thì bão vẫn ở trên khu vực biển phía đông bắc của Philippines và hiện tại đang hướng di chuyển hướng tây tây bắc hướng về phía bắc của đảo Luzon. Thế cập nhật mới nhất của chúng tôi cho thấy là khả năng khoảng ngày 8 tháng 11 thì cơn bão này nhiều khả năng sẽ đi vào khu vực phía đông của Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông trong năm 2024. Khi mà hiện tại thì khi mà đi vào cái biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông thì bão giữa cấp 12, cấp 13. Khi vào đến Biển Đông thì có những cái tác động là không khí lạnh, rồi nhiệt độ mặt nước biển giảm và cái tác động của môi trường nó cũng thay đổi. Do vậy thì cái cường độ cơn bão cũng thay đổi, đặc biệt là khi đi vào phía đông bắc của Hoàng Sa. Thế nhận định mới nhất của trung tâm dự báo thì khả năng trong ngày 8, 9 và 10 thì bão sẽ di chuyển từ bắc của đông bắc đến bắc của Hoàng Sa, sau đó sẽ lệch dần về thế nào hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa. Về quỹ đạo của cơn bão số 7 nếu như khả năng di chuyển đông được thì cũng là tập trung. Tuy nhiên thì cường độ cơn bão giữa trung tâm dự báo và các cái trung tâm trong khu vực cũng đang có thay đổi. Do vậy cần cập nhật các thông tin tiếp theo về cơn bão này. Ngày 6 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên từ ngày 6 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn, tức là hơn 100mm trên 3 giờ. Sáng 6 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ sáng 6 tháng 11 đến hết 7 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 100mm trên 6 giờ. Từ đêm 7 tháng 11, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, ngày và đêm 6 tháng 11, ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày 6 tháng 11, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ tiếp tục giảm. Những trận mưa lớn vẫn tiếp tục dội xuống các tỉnh miền Trung nước ta trong ngày 5 tháng 11. Nhiều nơi đã và đang tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo gần 300 xã phường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đối diện với nguy cơ sạt lở, đất, lũ quét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết,
Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được gần 300mm đến gần 600mm. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to từ hơn 120mm đến gần 300mm. Mưa lớn cũng đã khiến nước từ núi đổ xuống như là thác, gây sạt lở nhiều điểm trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực các tỉnh tiếp tục có mưa lớn. Do mưa nhiều nên độ ẩm đất nhiều khu vực đã đạt hoặc là gần trạng thái bão hòa, dẫn tới nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Cơ quan khí tượng cảnh báo gần 300 xã ở 6 tỉnh thành phố miền Trung có nguy cơ bị sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1 trong thang 3 cấp. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Trung có mưa lớn cao điểm trong vòng 2 ngày tới, với vùng mưa mở rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Và khoảng ngày 8 tháng 11, bão Yên Sinh có khả năng đi vào phía đông bắc của Biển Đông, kìm hãm sự phát triển của đợt mưa này. Ngày 6 tháng 11, một vụ cháy đã xảy ra ở căn nhà trong hẻm đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, khiến 2 người tử vong. Theo đó, khoảng hơn 3 giờ cùng ngày, khói lửa bùng phát ở phòng khách căn nhà một trệt một lầu rộng khoảng 40m² của bà HVNL, 73 tuổi, ở hẻm đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Lúc này, nhà có 7 người gồm chủ nhà, 2 phụ nữ và 4 trẻ nhỏ. Căn nhà cháy nằm cách đường lớn hơn 50m ở khu dân cư Đông Đúc. Nhiều người dân sống bên cạnh đã hỗ trợ dập lửa, cứu người mắc kẹt. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện tiếp cận hiện trường để khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy. Tổng cộng đã có 10 phương tiện cùng với 57 cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế, điện lực v.v. được điều động để bảo vệ hiện trường và khống chế đám cháy. Khi tiếp cận, đám cháy đã bao trùm căn nhà cấp 4, lực lượng phải phá cửa chính để vào nhà, triển khai đội hình chữa cháy, ngăn ngừa cháy lan. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong, bước đầu nghi do ngạt khói, gồm TBNL sinh năm 2016 và TBK sinh năm 2008 và tiến hành đưa ra ngoài. Đến khoảng 4 giờ 40 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan chức năng, người nhà cho biết cháy bùng phát ở khu vực dựng xe đạp điện đang cắm sạc. Công an thành phố Vũng Tàu hiện đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Cư Mở Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thông tin, ở địa phương vừa xảy ra vụ việc 2 người tử vong trong lúc trú mưa dưới gầm xe máy cày. Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành lấy lời khai của chủ xe và những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 11, ông Hồ Văn Định, 40 tuổi, trú tại xã Cư Mở Lan, thuê người đến nhổ mì tại thôn 7 xã Cư Mở Lan. Do lúc đó trời mưa to nên ông Định và 5 người khác vào trú mưa dưới gầm xe máy cày. Khi mọi người đang trú mưa thì nghe tiếng xe nổ máy và tiến về phía trước. Lúc đó thì ông Định cùng 3 người khác nhảy ra khỏi gầm xe và thoát nạn. Riêng anh Nguyễn Văn Ca, 28 tuổi, ngụ xã Cư Mở Lan và chị Lục Thị Hát, 27 tuổi, ngụ xã Cư Ca Bang, huyện Ea Súp bị bánh xe phía sau cán qua người, tử vong tại chỗ. Công an huyện Ea Súp bước đầu xác định thời điểm xảy ra tai nạn có người khởi động máy. Chủ tịch UBND xã Cư Mở Lan, huyện Ea Súp cho biết chính quyền địa phương đã cử người đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia quyến lo hậu sự cho anh Nguyễn Văn Ca, là một trong 2 người bị xe máy cày cán tử vong. Gia đình anh Ca rất khó khăn, cha bị tai biến, mẹ cũng đã lớn tuổi, hay ốm đau. Anh Ca là lao động chính trong gia đình. Bức ảnh chụp ở một tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1988 bất ngờ gây sốt vì bảng giá vàng xuất hiện trong bức ảnh. Theo đó, những ngày vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội, bức ảnh chụp tại tiệm vàng bỗng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nội dung bức ảnh mô tả một gia đình có 4 thành viên chụp ảnh cạnh chiếc tủ đựng vàng. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng xôn xao chính là bảng giá vàng ở phía trước. Cụ thể, giá vàng 24K mua vào là 315.000 đồng, bán ra là 325.000 đồng, còn giá vàng 18K mua vào là 217.000 đồng, bán ra là 240.000 đồng. Trong bối cảnh giá vàng cao ngút ngàn như hiện nay thì ở bức ảnh này đã khiến nhiều người bất ngờ vì giá vàng thấp đến bất ngờ. Qua tìm hiểu thì bức ảnh trên của một gia đình là anh Trương Đình Luật, 46 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, được chụp vào năm 1988, cách đây khoảng 2 tới 3 tháng, ở khi giá vàng biến động tăng cao, anh có đăng ảnh này lên trang cá nhân với mục đích chỉ để bạn bè cảm nhận giá vàng ngày xưa so với hiện tại quá chênh lệch. Anh Luật cho biết thị trường vàng những năm 1990 không nhộn nhịp như hiện tại. Lúc đó thị trường chỉ có vàng lá, vàng nhẫn, chưa có vàng miếng SJC. Giá vàng thấp nhưng nhiều người không mua nổi một chỉ vàng. Hiện tại câu chuyện về giá vàng thông qua bức ảnh của gia đình anh Luật vẫn nóng trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. Thông qua chuyện giá cả, nhiều người có dịp ôn lại chuyện cũ, nhắc lại những khó khăn đã qua.